Zokanta. Holmes. Zokanta. Zokanta. Rogan? Zokanta. 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 Alamaz. Rogan? Alamaz. Holmes. Alo, với tất cả đến với trận thi đấu thứ hai trong sợi đấu thứ năm. Vâng, đây là trận thi đấu màn bài của ACDN cho tài hòa nhưng không quá đẹp nhưng cũng gọi là bài ổn. Vâng, có rừng và đủ đồ để có thể mình lên đời và như vậy khả năng cao ra mắt đấu này nhà của Yugi trong bác khoảng dưới 12 giờ. Vâng, liệu rằng có phải 11 giờ không? Một bài đấu mà 27 cộng 1 dành cho Hoàng Mai Nhi.
Thì với trận đấu này dường như con xe giò người cầm vàng cũng đã phát hiện ra cái thế bài của Hoàng Mai Nhi rồi. Một thế bài mà anh đang rất trống nhiều mặt. Và thế bài rộng. Bằng có lẽ với thế bài rộng là sẽ đẩy một thế lợi thế đi công để cho Yugi không có những tình huống có thể móc máy được. Như vậy đây là trận đấu mà hai game thủ lên đời 2 là ngang phèo. Lên đời 2 ngang phèo thì quan trọng là đời 3 rồi. Không biết là ông nào có ép lỗi không. Và Hoàng Minh Nhi là người đời ép chuẩn hơn thì phải. Có thể vạch lên đời 3 của Hoàng Minh Nhi là người đời sớm hơn. Nhưng có lẽ là không quá nhiều đâu. Vâng, có lẽ đây là một thế trận mà sẽ chỉ đánh được với 4 nhà VI khi thấy lượng gỗ dồn lên là không quá nhiều. Như vậy là anh vẫn chơi 5A. Những chiếc nhà VS được thiết kế bằng 2 VS được thiết kế ở những cánh rừng dừa. Như vậy là nó sẽ rất nhanh tù thôi. Trận này rừng không quá đẹp, có nguyên một cánh rừng thông làm cánh rừng mắc binh. Rất chuẩn chỉ đến từ Hoàng Mai Nhi. 2236, 5A sóc đều. Vâng, đây thằng cánh mình và gặp nhà A của Yugi. Vâng, đây là cái trận mà Yugi dâng A 4 nhà và chuẩn bị Ken Ace sau đây. Vâng, 5A cho Yugi. Vâng, nhốt được khoảng 3 con đi thơm này. Vâng, tơn cung đầu tiên của Yugi cũng đã có và ôm dần lên đây. Vâng, tỷ số điều R là 1-0 và vâng, Yugi phải mang tất cả nông dân tại cái bãi quả này sang có thể đảo cho. Nếu như tình huống vừa rồi mà Yugi không có cái đám nông dân bên cạnh thì chắc chắn là được bạn của mình đã nhốt được E rồi. Vâng, dâng A dành cho Yugi. Hình như trận đấu này thì nhà của bạn đã khá xấu. À kìa, một thanh gỗ to kìa. Một thanh gỗ mà Yugi đang cắt cử cho nông dân đi ăn là khá nhiều. Bên kia cũng là 5A và đây cũng là 5A. Hiện tại người của Hồng Nhi dường như không sóc đều được 5A rồi. Vâng, để sóc quần nhanh. Của mình. Vâng, thao lại 4-6 đến từ bài đấu của Hoàng Mai Nhi. Vâng, vẫn là nằm nhà bé sóc đều. Vâng, để đây trồ. Vâng, nghĩa rằng có tay có thể cắt kéo vào thành nông dân làm những chiếc nhà E không anh? Đang ốp nhốt được tầm khoảng 2 cung rờ trong 5 nhà A thì thơm. Vâng, đang có thể trận mình đang có thể ốp được A nhà người cầm mồ 3. Vâng, hiện tại không thấy. Vâng, không thấy tần cung rờ tiếp theo của Yugi được sinh ra tại nhà BA. Ở đây, vâng, bắt lẻ tần cung rờ này. Một tần chết ngang theo dành cho cả hai game đối thủ. Ở đây, 3-1 trong tỷ số đều rờ trong tình huống vừa rồi. Vẫn là một khoảnh ruộng ấm đến từ Hoàng Nhi tại nhà chính của mình. Và thời điểm vừa rồi mình cũng chỉ được chơi bay gỗ của người cầm màu 3 thôi. Mình vẫn chưa được ăn cái đạo nông dân làm thực. Vâng, cung rờ màu 3 thì là sóc không được đều. Một cái điểm trực lâu lắm rồi, thời điểm này mới có tần cung rờ. Vâng, trực khá lâu ở đây rồi. Vâng, ruộng chính không biết là có gì không. Vậy là ruộng chính dường như là nó để ở đây gặp những cơ sở trên kia kìa anh. Trên 12 giờ, vâng, một tần dân to. Và tần cung rờ này cũng chỉ có 4 con. Vâng, điều cung xong mình ăn dân. Vâng, chắc chắn là Yugi không để ý tại cân quân nhà A đâu. Ở đây, để ý rồi, mất 2 con. Vâng, hiện tại là một chế trận rồi. Nếu như càng đánh thì mình vẫn sẽ là bài đấu ổn định hơn. Và gần, vâng, Yugi resign. Vâng, ra có tỷ số 2-0 trong C5. Vâng, chỉ cần một chạm nữa thôi.